Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tại sao nói chuyển đổi số là của cách mạng toàn dân? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trong tiểu mục Câu chuyện chuyển đổi số là phóng sự về tổ công nghệ số cộng đồng góp phần lan tỏa chuyển đổi số tới từng người dân. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư 23 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Theo quy định mới, các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đều được đánh giá công bố phù hợp tiêu chuẩn, góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các khách hàng có thể lựa chọn trung tâm dữ liệu phù hợp nhu cầu của mình. Việc công bố chất lượng với mức xếp hạng khác nhau cũng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các trung tâm. Theo đó, các trung tâm dữ liệu này phải được đánh giá, chứng nhận bởi tổ chức đánh giá, chứng nhận trong nước hoặc nước ngoài, có uy tín được chỉ định thừa nhận. Dữ liệu đất đai của 56 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã được kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia dự kiến được hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Đây cũng là cơ sở dữ liệu quốc gia duy nhất trong 6 hệ thống nêu trên hiện vẫn chưa được hoàn thành. Bởi cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là hệ thống khó khăn nhất trong triển khai, đặc biệt là vấn đề thu thập dữ liệu đất đai đến từng hộ gia đình, đến từng mét vuông và thực hiện số hóa. Bởi 75% người sử dụng mạng Việt Nam nhận cuộc gọi lừa đảo tài chính online, hơn một nửa người dùng nhận được tin nhắn lừa đảo, trong đó có 5,7% đã thực hiện theo yêu cầu trong tin nhắn cuộc gọi giả mạo. Đây là những con số từ chương trình đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do tập đoàn BKAV thực hiện tháng 12 năm 2022. Cũng theo thống kê của BKAV, Việt Nam hiện có 6,8 triệu người tham gia thị trường tiền mã hóa, thuộc top các nước có số người tham gia cao hàng đầu thế giới. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh bởi đây là thị trường mới, chưa hoàn thiện và chưa được công nhận ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Khảo sát của BKAV, 49% người đầu tư tiền số trong nước chưa có hiểu biết đầy đủ mà chơi theo tâm lý đám đông hoặc qua bạn bè rủ rê. Để giúp người dùng khám phá và khai thác tốt hơn kiến thức của thế giới, Microsoft ra mắt công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge mới, được hỗ trợ bởi công nghệ AI. Microsoft cho biết, người dùng sẽ được trải nghiệm những khả năng tìm kiếm tốt hơn, nhận được các câu trả lời đầy đủ hơn, cũng như trò chuyện và có khả năng tạo nội dung hoàn toàn mới. Microsoft đã kết hợp tìm kiếm, trình duyệt web và trò chuyện thành một trải nghiệm hợp nhất mà người dùng có thể sử dụng bất kỳ đâu trên web. ChatGPT được phát hành vào tháng 11 năm 2022. Bên cạnh những ưu điểm mà nó mang lại, chúng ta cũng cần phải xem xét đến cả những rủi ro và nhược điểm tiềm ẩn của ChatGPT. Một trong số đó là ChatGPT có khả năng phát tán tin giả trên quy mô lớn. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng thực sự đáng lo ngại là việc sử dụng các công cụ AI tổng quát để tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc bot truyền bá thông tin sai lệch. Những tài khoản này có thể được sử dụng để lan truyền những tin tức giả mạo một cách nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, khiến mọi người khó tìm được nguồn thông tin đáng tin cậy. Thưa quý vị, chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Để cụ thể hóa điều đó, các tổ công nghệ số cộng đồng ra đời đã góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến từng người dân. Đối với chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, từ lâu việc đi chợ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Có nhiều anh chị trong tổ công nghệ cộng đồng thì đến và tuyên truyền đến người dân chúng em là nên sử dụng quét mã vạch rồi là chuyển khoản trên hệ thống thì là cũng tiện lợi hơn. Bây giờ nói chung là chúng em thường thanh toán qua chuyển khoản chứ không dùng đến tiền mặt mấy ạ. Hiện tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đã thành lập được 4 tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn và 1 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân. Các tổ công nghệ cộng đồng đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền các nội dung của đề án số 06, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số tại địa phương. Các cái tổ đề án 06 ở cộng đồng rất quan trọng, là người mà hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng, cập nhật tất cả các cái phần mềm vào trong cái hệ thống dữ liệu dân cư và theo cái đề án 06. Ngoài cái vấn đề tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cũng như cổng thông tin điện tử của xã, các cái trang Zalo, Facebook để tuyên truyền
và đặc biệt các cái tổ này cũng thực hiện cái việc là tuyên truyền và đi hướng dẫn trực tiếp ở các thôn, các xóm cho bà con. Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên hiện có trên 7.000 công dân trong độ tuổi mở tài khoản định danh điện tử và căn cước công dân gắn chip. Đến nay đã có trên 4.000 công dân mở tài khoản, dẫn đầu toàn thành phố về tỷ lệ người dân mở tài khoản định danh điện tử và căn cước công dân gắn chip. Có được kết quả ấy là do phường đã thành lập được 5 tổ công nghệ cộng đồng tại 5 khu phố và 1 tổ công nghệ cộng đồng cấp phường với đa dạng các hình thức tuyên truyền. Công an phường An Tảo đã phối hợp với các tổ đề án 06 gửi giấy mời đến tất cả các hộ gia đình có công dân trong độ tuổi mở tài khoản định danh điện tử, tiến hành điều tra cơ bản các hộ gia đình, những nhân khẩu nào chưa đi mở tài khoản định danh điện tử để tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân đi thực hiện mở tài khoản theo đúng quy định. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 989 tổ công nghệ số cộng đồng, phổ rộng đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư với trên 6.000 thành viên. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có từ 4 đến 6 thành viên. Trong đó, lực lượng chính là lãnh đạo các thôn, xóm, tổ dân phố, đoàn thanh niên, những cán bộ am hiểu về công nghệ thông tin. Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Trong năm 2022, tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ là các tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn xóm với hơn 6.000 lượt cán bộ tham gia. Trong thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các cái khóa phổ cập kỹ năng số công nghệ cộng đồng cho người dân và doanh nghiệp trên nền tảng OneTouch của Bộ Thông tin Truyền thông quản lý. Ngoài ra thì Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho thành viên tổ công nghệ cộng đồng. Với tôn chỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tổ công nghệ số cộng đồng được xem là có vai trò quan trọng, góp phần vào quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất sâu rộng, triệt để cũng như hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI năm 2022 của Hưng Yên tăng 14 bậc từ 49 lên 35 toàn quốc. Đến làm căn cước công dân gắn chip và mở tài khoản định danh điện tử. Tại sao nói chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân? Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân mới là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số, thay đổi thứ hạng quốc gia. Xét cho cùng, chuyển đổi số là để phục vụ người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa là cuộc cách mạng toàn dân. Khi toàn dân cùng tham gia, họ sẽ tìm ra công nghệ số phù hợp, sẽ tìm ra cách giải phù hợp và vì thế chuyển đổi số sẽ thành công. Chuyển đổi số những gì? Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi thay vì nỗ lực riêng biệt. Chuyển đổi số phải bao trùm trên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức. Việc chọn cái gì để chuyển đổi trước thì có thể theo thứ tự sau. Cái gì bắt buộc phải làm, không hối tiếc khi chuyển đổi thì làm trước. Tiếp đến là cái nào lên môi trường số hiệu quả vượt trội. Và sau đến là cái nào lên môi trường số thì có thể tạo ra dịch vụ giá trị mới. Nói cách khác, việc chọn gì để làm trước thì chọn cái khó nhất, hay còn gọi là nỗi đau lớn nhất, vấn đề tồn tại lâu rồi. Còn gọi là bài toán thiên niên kỷ, hoặc vấn đề đang nóng nhất, người dân đang bức xúc nhất thì mang ra để xem công nghệ số có giải quyết được không. Chuyển đổi số như thế nào? Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường, hình mẫu chung cho tất cả. Và do vậy, từng tổ chức, cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. Kinh nghiệm chỉ là bài học cho những chuyện đã có tiền lệ, không có kinh nghiệm cho những chuyện chưa xảy đến. Chuyển đổi số là câu chuyện chưa có tiền lệ, vì vậy, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.